Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 11, núi lửa Lewotobi Laki Laki ở miền đông Indonesia một lần nữa phun trào, tạo ra một cột cho bụi khổng lồ vươn cao đến 9 km, đe dọa cuộc sống của hàng nghìn người dân trong khu vực. Lewotobi Laki Laki với đỉnh núi cao 1703 m là một ngọn núi lửa nằm trên hòn đảo Flores, nơi nổi tiếng với các bãi biển tuyệt đẹp và hoạt động du lịch sôi động. Tuy nhiên trong tuần qua, núi lửa này đã phun trào tới hơn 10 lần, khiến cho tình hình ngày càng căng thẳng. Vụ phun trào đầu tiên vào ngày 4 tháng 11 đã khiến 9 người thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người dân phải sơ tán để tránh hiểm họa. Theo thông tin từ cơ quan địa chất Indonesia, Vụ phun trào sáng ngày 9 tháng 11 tạo ra cột cho dày đặc màu xám đậm, bay cao khoảng 9.000m so với đỉnh núi. Cột cho khổng lồ này có thể nhìn thấy từ xa, gây ra sự hoang mang và lo lắng trong cộng đồng dân cư. Dù hiện tại chưa có báo cáo thiệt hại về tài sản hay người dân ở các làng gần núi, nhưng nhà chức trách Indonesia vẫn khuyến cáo người dân duy trì sự cảnh giác cao độ, đặc biệt là với nguy cơ lũ nham thạch lạnh có thể xảy ra do mưa lớn. Hôm 8 tháng 11, một vụ phun trào mạnh mẽ khác đã buộc các nhân viên tại trạm quan sát gần với núi lửa Lewotobi, Lakilaki phải sơ tán khi cho bụi và đá vụn rơi xuống khắp các khu vực. Vào ngày 7 tháng 11, ngọn núi cũng đã phun ra một cột tro cao 8 km, được người dân mô tả là một trong những vụ phun trào lớn nhất mà họ từng chứng kiến trong đời. Đến nay, hơn 10.000 người dân đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các vụ phun trào liên tiếp của núi lửa Lewotobi, Lakilaki. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân trong khu vực với bán kính 8 km phải di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng, cơ quan giảm thiểu thiên tai của Indonesia cam kết cung cấp nơi ở tạm thời và hỗ trợ tài chính cho người dân trong khi những ngôi nhà mới được xây dựng. Còn tại Mỹ, nhà chức trách cho biết, đám cháy rừng Mountain Fire đang hoành hành ở bên ngoài Los Angeles, bang California của nước này đã thiêu rụi ít nhất 130 ngôi nhà. Gió mạnh trong tuần này đã khiến đám cháy lan nhanh tới hơn 8.000 hecta, Hàng nghìn người đã phải sơ tán. Nhiều người chỉ có ít phút để thu dọn tài sản, vật nuôi khi ngọn lửa lan từ nhà này sang nhà khác. Giới chức địa phương cho biết ước tính sơ bộ cho thấy ít nhất 132 ngôi nhà bị thiêu rụi và 88 ngôi nhà khác bị hư hại. Đám cháy rừng Mountain Fry bùng phát vào sáng ngày 6 tháng 11, sau đó nhanh chóng lan rộng do gió giật mạnh lên tới 130 km h Ngày 8 tháng 11, Gió đã bắt đầu giảm, mang lại hy vọng cho các lực lượng chữa cháy và cứu hộ. Hiện lực lượng chức năng mới chỉ khống chế được 7% diện tích đám cháy và toàn bộ khu vực nơi sinh sống của 30.000 người vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Ngay trong ngày 7 tháng 11, thống đốc California Gary Newsom đã thị sát hiện trường, ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhà chức trách cũng huy động 2.500 người tham gia công tác chữa cháy. Các công ty điện lực đã cắt điện của hàng nghìn khách hàng trong khi hơn 10 trường hợp ở hạt Ventura, nơi đám cháy bùng phát, đã phải đóng cửa trong ngày 8 tháng 11. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Rafael hiện đã mạnh trở lại thành bão cấp 3 và có thể mạnh thêm nữa. Theo thông báo, bão Rafael hiện cách cửa sông Rio Grande 985 km về phía đông, có tốc độ gió duy trì tối đa 195 km một giờ. Bão Rafael đã trở thành cơn bão lớn thứ 5. Trong mùa bão đại Tây Dương năm nay, bão cũng đã đổ bộ vào bờ biển phía Tây Nam Cuba ở cường độ bão cuồng phong cấp 3, mang theo những cơn gió duy trì tối đa 185 km/h và tàn phá quốc đảo này. Trước đó, bão Rafael đã quét qua quần đảo Cayman ở cường độ bão cuồng phong cấp 1 trong đêm trước, sau đó tăng vọt lên bão cuồng phong mạnh cấp 3 trong vòng chưa đầy 24 giờ ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Cuba. Theo AccuWeather, dự báo cho thấy bão Rafael có thể đổ bộ vào bất kỳ nơi nào từ bờ biển Texas đến Florida Panhandle của Mỹ vào khoảng cuối tuần này. Địa điểm có khả năng đổ bộ cao nhất là dọc theo bờ biển miền Trung Louisiana ở cường độ bão nhiệt đới. Những kịch bản khả thi khác về đường đi của bão Rafael bao gồm cơn bão chuyển hướng về phía tây và di chuyển qua bờ biển phía tây của Mexico. Ứng dụng đo lường chất lượng không khí Acure thành phố Jakarta của Indonesia đã ghi nhận ô nhiễm không khí vượt ngưỡng quy định. Đặc biệt, chỉ số chất lượng không khí Acure vào sáng ngày 8 tháng 11 ở mức ô nhiễm cao nhất trong 10 ngày qua. Hàm lượng hạt mịn trong không khí hai chỉ số PM2.5 ở Jakarta đạt 73,5 microgram trên 1 mét khối, cao gấp 14,7 lần giá trị hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân khiến chất lượng không khí tại Jakarta ngày càng xấu đi là do hiện tượng nắng nóng khô hạn kéo dài và thiếu mưa. Bên cạnh đó, sự quá tải về phương tiện giao thông ở thành phố đông dân này cũng được cho là yếu tố gây ra hiện tượng ô nhiễm nghiêm trọng. Giới chức thành phố Jakarta khuyến cáo người dân hạn chế ra đường và thực hiện các hoạt động ngoài trời trong giờ cao điểm, đồng thời kêu gọi người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm áp lực giao thông. Do các tài hiện đứng thứ 7 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Theo quan sát mới nhất của IQAir, hai thành phố khác có mức độ ô nhiễm nhất thế giới là Lahore của Pakistan và New Delhi của Ấn Độ. Sáng ngày 8 tháng 11, khi bão sinh bão số 7 đã chính thức đi vào biển Đông thì ngoài khơi, áp thấp mới cũng xuất hiện gần Philippines. Dự báo Hai cơn bão mới sẽ hình thành trong vài ngày tới. Áp thấp mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines, PAGASA cho hay, lúc 2 giờ sáng ngày 8 tháng 11, cụm mây bên ngoài khu vực dự báo của Philippines, PR đã mạnh lên thành áp thấp 11B. Dự báo, áp thấp này có khả năng thấp để mạnh lên trong 24 giờ tiếp theo. Bên cạnh đó, Trung tâm cảnh báo bão liên hợp, JTWC của Hải quân Mỹ cho hay, áp thấp gần Philippines mới xuất hiện là Invest 92WKP, đang nằm gần quần đảo Bắc Mariana. Áp thấp này cũng có khả năng thấp để mạnh lên trong 24 giờ tới. Ngay sau áp thấp Invest 92 kép áp thấp 93 kép cũng đã hình thành ở phía Tây Thái Bình Dương. JTWC dự báo, áp thấp này có khả năng trung bình để mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Các mô hình dự báo của JTWC nhận thấy, áp thấp Invest 93 kép đang ở trong môi trường thuận lợi để mạnh hơn nữa do bề mặt biển nóng ấm từ 30 đến 31 độ C, dòng chảy cực tốt và gió đất ở mức thấp tới trung bình. Dự kiến Invest 93 v kép sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ nhanh chóng mạnh thêm trong hai ngày tới. Đáng chú ý, áp thấp mới gần Philippines xuất hiện trong bối cảnh bão Yin Sinh, tên địa phương là March, tiếp tục yếu đi và đi vào Biển Đông. Theo Trung tâm Sự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia, vị trí tâm bão đang ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gần quần đảo Hoàng Sa. Chiều ngày 8 tháng 11, tại cuộc họp giữa các bộ, ngành và đơn vị liên quan để tập trung các biện pháp ứng phó với cơn bão số 7. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết, áp cao cận nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh sẽ khống chế cơn bão này di chuyển lên phía Bắc. Trong ngày 9 tháng 11, bão số 7 vẫn duy trì cường độ mạnh nhất, sau đó suy yếu dần do tác động của không khí lạnh, không khí khô và độ ẩm thấp. Hướng di chuyển của bão số 7 bị chi phối bởi dòng dẫn môi trường do áp cao cận nhiệt đới, nên bão khó có thể di chuyển về phía Bắc. Khi đi vào Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ đổi hướng tây tây nam đi về phía biển Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, cũng theo ông Khiêm, các dự báo hiện chưa có sự thống nhất cao về hướng di chuyển của bão số 7. Trong 51 tính toán từ mô hình của châu Âu thì có 1 đến 2 phương án bão đi qua đảo Hải Nam. Nếu phương án cho rằng bão đi qua khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa thì di chuyển theo hướng tây nam, hướng về vùng biển các tỉnh Trung Bộ. Dự báo của Nhật Bản cho rằng bão đang ở thời điểm mạnh nhất, từ nay trở đi bão sẽ suy yếu dần đặc biệt là khi vào gần vùng biển miền Trung thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan trên biển. Dự báo của Mỹ, Trung Quốc nhận định bão có thể mạnh lên cấp 15, 167 đến 183 km/h, nhưng sau đó bão sẽ suy yếu sau khi đi vào gần vùng biển Trung Bộ.